cho nên phải giúp đỡ tất cả chủng tộc khác nhau, giúp đỡ tất cả các tôn giáo khác nhau, giúp đỡ tất cả người khổ nạn của thế gian, mọi người mới có thể có đời sống hạnh phúc mỹ mãn chân thật. Đây là lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Chỉ có không vì chính mình thì mới chân thật là tích công bồi đức. Có chút tư tâm xen tạp trong đó thì công đức của bạn đã bị phá hoại hết rồi. Việc này chúng ta phải nên ghi nhớ. Các vị đồng học, chúng ta giảng đến câu Thọ Sủng Nhược Kinh. Trong chú giải của Cảm Ứng Thiên vận dụng một đoạn lời nói của Chu Công đối với Bá Cầm. Ông tổng cộng đã nói ra 6 việc. Câu thứ nhất là: ta nghe nói đức hạnh rộng lớn, hãy giữ lòng cung kính thì sẽ được vinh hiển. Vinh là vinh dự. Một người có hạnh đại đức, người đại đức thì đối nhân xử thế tiếp vật đều có thể dùng tâm cung kính. Đây là vinh hiển chân thật, nhất định không thể ngạo mạn. Ngạo mạn nhất định là thất bại. Cho nên chúng ta xem Thích Ca Mâu Ni Phật, xem Khổng Tử là thánh triết từ xưa cho đến nay, họ đều là khiêm nhường, đều có thể bao dung, đối với người đều rất là cung kính. Đây là điều mà chúng ta phải nên học tập. Câu thứ hai, ông nói đất đai rộng rãi, giàu có, giữ đức tánh tiết kiệm thì sẽ an ổn. An chính là thân tâm an ổn. Chúng ta chúc phúc nhau thường hay nói bình an. Lời nói này rất có đạo lý. Bình là gì? Bình đẳng. Bình đẳng mới là an định nhất. Cho nên bạn xem thấy xã hội, xem qua lịch sử, xưa nay trong ngoài nước, khi xã hội động loạn, nhất định là giàu nghèo không đồng đều. Vậy mới khởi lên tranh đoạt nhau. Giàu nghèo không đồng, đủ mọi thứ không bình đẳng. Thành thật mà nói, đây là sự thật. Chúng ta đưa bàn tay ra, năm ngón tay đều không dài như nhau, làm sao mà bình đẳng được chứ? Vì sao họ không bình đẳng như nhau vậy? Vì mỗi người tạo nghiệp không như nhau. Trồng nhân thiện được quả thiện, bạn tạo ác nghiệp mà muốn được quả thiện, làm gì có đạo lý này chứ? Cho nên chúng ta liền biết trong 10 pháp giới chắc chắn là không bình đẳng. Không bình đẳng thì không thể an toàn. Xã hội an toàn là không làm được rồi. Cho nên cổ thánh tiên hiền dùng phương pháp giáo học, phương pháp của giáo dục là dạy bảo người giàu có phải nên bố thí, giúp đỡ người nghèo khó. Dạy bảo người nghèo khó phải hiểu rõ nhân quả ba đời. Quả báo ngay đời này đã nhận là do chính mình đã làm, không nên đi oán trời trách người. Chỉ có dùng phương pháp giáo học khiến cho mọi người bình tâm lại. Việc tuy không bình nhưng chỉ cần tâm bình lại thì được rồi.
Cho nên người nghèo khổ, họ cũng có thể tích đức, hành thiện, tương lai quả báo sẽ thù thắng. Người phú quý không hiểu được tích đức tu thiện, phước báo của họ hưởng hết rồi, đời sau liền không còn nữa rồi. Cho nên phải có người đem những đạo lý này, những chân tướng sự thật này giảng giải rõ ràng, mỗi một người đều giác ngộ, tâm liệt bình ngay. Như vậy thì xã hội mới có thể được an định, thế giới hòa bình. Thế nhưng những đạo lý này người hiện đại rất khó tiếp nhận. Khó tiếp nhận thì càng phải nói. Không thể nói, không thể tiếp nhận thì không nói, vậy thì không được. Buổi tối hôm qua, các vị xem thấy Lý đạo trưởng của đạo giáo ngồi ở bên cạnh tôi. Hiện tại ông cũng đang nghe Cảm Ứng Thiên. Chúng ta có đem băng đĩa tặng cho ông cũng đang nghe. Ông đã nói thật là quá khó. Không có người tin tưởng. Không có người tin thì chúng ta càng phải giảng. Tại vì sao không có người tin tưởng vậy? Đã mê quá sâu. Người mê quá nhiều. Xã hội hiện tại này, mọi người đều cho rằng làm ác, hại người là lẽ đương nhiên. Bạn xem có người nào mà không hại người? Có người nào đi làm việc tốt chứ? Làm việc tốt có kết quả tốt gì? Làm người xấu kết quả tốt biết bao. Danh vọng lợi dưỡng đều đến. Quả báo giàu sang đó của họ tuyệt đối không phải là do làm ác mà có được. Đó là do đời trước họ đã tu. Trong Phật Pháp nói được rất hay. Muốn biết nhân đời trước, xem quả báo đời này ta đã nhận. Quả báo mà ngay trong đời này ta đã thọ nhận chính là do cái nhân đời trước ta đã tạo. Muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân đời này ta tạo ra. Bạn muốn hưởng quả báo trong đời sau thì chính là nhân ngay đời này tạo nên. Đây chẳng phải là nói rõ quả báo thông ba đời hay sao? Phú quý mà bạn hưởng thụ trong đời này quyết không phải là do tạo ác ngay đời này mà có được, mà do trong mạng của bạn có. Ngay đời này cậy thế lực giàu sang ức hiếp người, làm càn làm quấy. Ngay đời này bạn đã hưởng hết phú quý, đến đời sau đi đến nơi nào vậy? Đầu thai làm heo, đây là sự thật. Bạn xem trong văn sao của Đại sư Ấn Quang đã viết Tào Tháo, vậy mà được sao? Tào Tháo cũng đi đầu thai làm heo. Đại sư Ấn Quang viết câu chuyện này, các chị cũng xem qua rồi. Đây là việc đầu những năm Chân Quốc, con người giết heo. Sau khi giết xong, mổ nội tạng của heo ra. Trên gan của heo có hai chữ Tào Tháo. Cho nên mọi người biết được con heo đó là do Tào Tháo đầu thai. Tào Tháo cách với chúng ta hiện tại hơn 1.000 năm mà vẫn còn làm heo. Ông đã luân chuyển làm heo bao nhiêu lần rồi chúng ta không thể biết được. Nhân quả báo ứng rõ ràng như vậy. Chân tướng sự thật là như vậy. Không phải chuyện có thể đùa với bạn. Không phải giả mượn loại phương thức này để khuyên dụ bạn làm thiện. Nếu chúng ta có cách nghĩ như vậy là hoàn toàn sai rồi. Thánh hiền của thế xuất thế gian, giống như trên Kinh Kim Cang đã nói là chân ngữ giả. Lời của Ngài nói tuyệt đối không có một lời giả chối. Thật ngữ giả tuyệt đối không phải là lời hư ngụy. Như ngữ giả, như ngữ là hoàn toàn giống như sự thật.
không tăng không giảm, nói với bạn là lời chân thật. Bạn nghe rồi hoài nghi, không tin tưởng là do bạn chính mình không có thiện căn, không có phước báo. Gặp được người sáng suốt chỉ đường cho bạn, bạn không tin tưởng, không tiếp nhận. Đây chính là ngu si mà chỗ này đã nói, ngu si đến cùng tột. Ý nghĩa của câu thứ hai là nói bạn có tiền tài. Bạn có tiền tài, làm thế nào để đạt được thân tâm yên ổn? Nhất định phải biết tiết kiệm. Phật còn dạy chúng ta phải biết bố thí. Không chỉ là tiết kiệm thôi, mà phải biết bố thí, phải biết giúp đỡ người khác. Bạn liền được an ổn. Bạn chính mình tiết kiệm nhưng không biết bố thí thì vẫn không thể an toàn. Cường đạo trộm cắp đều đem mục tiêu nhắm vào nhà của bạn. Trong nhà của bạn có tiền, bạn phải có thể thường hay bố thí, giúp đỡ người nghèo khổ ở xung quanh bạn. Bạn liền có thể an ổn và ngủ ngon giấc. Cường đạo trộm cắp muốn đến, bà con hàng xóm của bạn sẽ bảo vệ cho bạn. Họ sẽ chú ý trông nom. Vì bạn có ân huệ đối với họ, bạn phát tài thì họ cũng được nhờ, cho nên họ mong muốn bạn phát tài được càng nhiều càng tốt. Nếu như bạn giàu có mà bất nhân, mặc dù bạn tiết kiệm nhưng bạn không chịu giúp người khác, khi cường đạo trộm cắp muốn nghe ngóng, họ liền sẽ chỉ điểm, chỉ đường cho kẻ trộm. Khi nhà của bạn bị hỏa hoạn, họ đứng ngoài nhìn, trái thật tốt, trái nữa đi. Đây là thường tình của con người. Cho nên làm thế nào mới có thể đạt được thân tâm an ổn vậy? Tận tâm tận lực giúp đỡ người khác. Giúp người chắc chắn là giúp mình. Phải hiểu cái đạo lý này. Câu thứ ba nói là bổng lộc và địa vị cao quý, dễ dàng hãy giữ lòng khiêm tốn thì sẽ phú quý. Câu phía trước là nói phú, câu thứ ba là quý. Làm thế nào để có thể giữ được phú quý của bạn? Quý nghĩa là bạn ở trong xã hội có địa vị, làm quan lớn. Bạn phải nên dùng thái độ khiêm tốn, khiêm hạ. Không dám ở trên người. Đạo lý này các bạn tỉ mỉ mà quan sát. Quan sát người xưa, đọc lịch sử, đọc truyện ký của người xưa. Hiện tại trong xã hội này, bạn cũng có thể tỉ mỉ quan sát. Người ở vị trí cao, họ có thể khiêm tốn đối đãi với người, thì địa vị của họ sẽ không chỉ mãi như hiện tại, mà vẫn sẽ hướng lên trên. Nếu như họ thành khí lấn người, ngạo mạn đối với người, địa vị của họ sẽ không giữ được lâu. Phước báo đó của họ rất nhanh liền sẽ hưởng hết. Chúng ta đều sẽ thấy được rất rõ ràng. Tổng thống Singapore tôi đã gặp qua. Buổi tối hôm qua các vị đã thấy tiên sinh Nathan là tổng thống được tuyển cử. Người được bầu chọn chỉ có một người, ông đương nhiên được đắc cử, đạt được xã hội đại chúng yêu mến. Bạn xem con người ông thật là khiêm tốn. Đối đãi với mỗi một người đều thật là khách sáo, một chút trịch thượng cũng không có.
ông có thể giữ được phú quý của ông. Lễ kính người, tự khiêm mình mà tôn người. Chúng ta phải nên học. Thích Ca Mâu Ni Phật đối với bất kỳ người nào cũng đều bình đẳng cung kính. Đối với đế vương, đối với người ăn xin, một mực bình đẳng, chắc chắn không có tâm phân biệt. Đây là Phật Bồ Tát, chúng ta phải học tập. Tâm cung kính này xuất phát từ tâm chí thành, chân thành, không phải hư ngụy, không phải giả bộ. Giả bộ thì vừa nhìn là biết ngay. Hư ngụy sáo rỗng, vừa nhìn thì thấy rồi, không có sự chân thành. Dân đông quân mạnh, hãy giữ lòng kiên sợ thì sẽ thường chiến thắng. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Người bình dân chúng ta, câu nói này bạn phải có ý nghĩa mở rộng. Hoặc giả là tài năng của chúng ta hơn người, kỹ năng của chúng ta hơn người, sự học của chúng ta hơn người. Chỉ cần có một thứ này, siêu vượt hơn người khác thì đều là thắng. Thắng vượt hơn, thắng thì rất dễ dàng kiêu ngạo, đáng được kiêu ngạo. Đáng sợ là mặt trái của kiêu ngạo. Cho nên thường phải ôm lấy cái tâm lo sợ, cái tâm không bằng người. Cho nên nhân gian có câu: trên người còn có người, trên trời vẫn còn có trời, có cái gì đáng để kiêu ngạo chứ? Thật có thể nắm chắc thắng vượt hơn người hay không? Chúng ta phải suy xét cho nhiều. Chúng ta dù có tài năng bao nhiêu đi nữa, nếu như so sánh với chư Phật Như Lai, so sánh với chư Bồ Tát thì còn kém quá xa. Đừng nói so với các ngài, mà so với Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng cũng không thể so sánh nổi. Vậy thì có cái gì có thể hơn người khác chứ? Không nên khinh mạng một chúng sanh nào. Trong hết thảy chúng sanh có thể có chư Phật Bồ Tát hóa thân ở trong đó. Những sự việc này thường hay có, thường hay tồn tại. Chúng ta xem thấy trong sách xưa, Phật Bồ Tát ứng hóa đến thế gian. Lẽ nào vào thời xưa Phật Bồ Tát đến ứng hóa, hiện tại Phật Bồ Tát thì lại không đến hay sao? Từ trên lý luận mà nói, chúng sanh càng có tai nạn, Phật Bồ Tát sẽ đến càng nhiều. Các ngài đến cứu khổ cứu nạn, các ngài thể hiện là thân phận người bình thường, bạn có thể nhận ra, các ngài cũng sẽ không nói với bạn. Người chân thật học Phật có thể thấy ra được, trong lòng sẽ biết được. Làm sao có thể nhận ra được tư tưởng kiến giải, lời nói việc làm của họ giống như Bồ Tát. Kinh điển chính là tiêu chuẩn để đối chiếu. Họ rất giống Bồ Tát, mọi thứ đều tương ưng với giáo huấn của kinh điển. Vì họ không phải là Bồ Tát thì ai là Bồ Tát chứ? Chúng ta chính mình phải chuyển phàm thành thánh,
Phải từ ngay chỗ này mà học tập. Tôi thường hay khuyên các đồng tu, hãy xả bỏ thành kiến của chính mình, xả bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình, tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát. Nghe theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Đây gọi là học Phật học Bồ Tát. Nếu quả nhiên tương ưng thì chính mình bất tri bất giác liền chuyển phàm thành thánh. Cho nên không nên cho rằng thế gian này quá loạn, tai nạn quá nhiều. Nói không chừng chính vào cái thời tiết nhân duyên này, chư Phật Bồ Tát đều đến thế gian này để cứu khổ, cứu nạn. Cho nên phải thường giữ cái tâm lo sợ trong liễu phàm tứ huấn. Liễu phàm cũng dạy con trai của ông đặc biệt xem trọng tâm kính sợ. Câu thứ tư, thông minh sáng trí, hãy giữ thái độ như kẻ ngu thì sẽ được lợi ích. Bạn có thông minh, bạn có trí huệ, người thông minh trí huệ có mấy người biết cách giữ thái độ như kẻ ngu chứ? Có thể biết giữ thái độ như kẻ ngu thì chân thật là thông minh. Người mà luôn luôn bộc lộ tài năng bộc lộ thì không phải là việc tốt. Lúc tôi còn trẻ cũng phạm phải lỗi lầm này. Người lớn dạy tôi phải học ngu, phải biết thúc liễm. Tôi học cùng lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão sư đã nói qua rất nhiều lần, dạy tôi học là kẻ ngu khờ. Thầy nói thầy cả đời muốn học nhưng học không giống. Học làm một người tài có vẻ bên ngoài đần độn. Giáo huấn của Thánh Hiền Nhân, lão sư Lý khuyên tôi học, nói với tôi là chính thầy cũng đang học, học cả một đời rồi vẫn không xem là học thành công. Thầy khích lệ tôi. Tôi cũng chân thật nỗ lực học tập. Các vị có thể xem thấy hay không? Tôi vẫn thật có chút tâm đắc. Các vị cho rằng những gì tôi giảng vẫn không tệ, nhưng chính tôi tự cảm thấy rất là xấu hổ, không đáng tự hào. Cả đời này của tôi chưa có viết qua văn chương. Vì sao thì không dám viết, thấy xấu hổ như người ta. Tôi nói với bạn đây là lời chân thật, tuyệt đối không phải là giả dối. Khi so sánh với cổ thánh tiên hiền, so sánh với tổ sư đại đức hiện đại, chúng tôi làm thị giả cho người ta cũng không đủ tư cách. Tôi nói với mọi người đều là lời chân thật.
Cái ngu này của tôi không phải là học giả ngu mà là ngu thật. Cần gì phải học chứ? Học là thật có trí huệ mới là học giả ngu. Chúng ta không có trí huệ. Trí huệ chưa khai. Chỉ chẳng qua là dùng tâm chân thành đối nhân tiếp vật mà thôi. Không dám có hư ngụy. Chính mình tu học ở ngay trong Phật Pháp có được chút lợi ích. Nói ra để mọi người cùng hướng mà thôi. Câu thứ năm là: ta nghe nói đức hạnh rộng lớn, hãy giữ lòng cung kính thì sẽ được vinh hiển. Đây là nói về học vấn. Có cái thiên phú này. Bác văn quảng ký, bạn xem được nhiều, nghe được nhiều, bạn có năng lực là đều có thể ghi nhớ. Người hiện tại gọi là thường thức phong phú. Bác học đa văn, trước sau có thể giữ lấy thái độ của người thiển cận, thì học vấn tri thức của bạn mới có thể thêm rộng. Không dám lấy học thức ra để khoe khoang. Chỗ này tổng cộng đã nói 6 việc. 6 việc này, việc thứ nhất dạy chúng ta cung kính, việc thứ hai dạy chúng ta tiết kiệm, việc thứ ba dạy chúng ta khiêm tốn, việc thứ tư dạy chúng ta thường giữ cái tâm kính sợ, giữ thái độ của kẻ ngu. Biết cái học của chính mình nông cạn. Bạn mới có thể giữ được đức hạnh của bạn, không đến nỗi thoái bại. Đây là chu công dạy người. Chúng ta phải học. Phật dạy người cũng là 6 việc. Dạy người bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Thánh hiền nhân dạy người đều là lời ít ý sâu, ngôn ngữ không nhiều. Nội dung của nó thông thường là lời ít mà ý rộng. Ý rộng rốt cuộc rộng đến phạm vi nào? Hư không pháp giới. Quá khứ vị lai một chút cũng không giả. Đây mới là đại học vấn chân thật. Thế nhưng bốn chữ lời ít ý sâu này có mấy người có thể hiểu được chứ? Có thể thể hội được chứ? Chúng ta phải tỉ mỉ suy nghĩ. Nếu không thì học Phật sẽ không biết được chỗ để mà bắt đầu. Mấy câu nói của người ta, một hai chữ mà ý nghĩa sâu rộng vô tận. Mọi người chúng ta thì tâm ý qua loa, luôn là xem qua một cách hời hợt, căn bản không hiểu được chỗ sâu cạn của nó.
đến nơi nào thì có thể học được vậy? Có rất nhiều cơ duyên. Cơ duyên vô cùng thù thắng, đều bị trôi qua ngay trước mặt. Thật là đáng tiếc. Nhất định không thể nói, hiện nay không có người tin nữa nên không giảng. Không có người tin thì càng phải nên giảng. Giảng nhiều một chút, đi khắp nơi để giảng. Giảng nhiều rồi người ta liền sẽ tin. Lời giả dối, nói nhiều lần còn khiến người ta tin, huống hồ là lời chân thật. Phải nên hiểu cái đạo lý này, chúng ta mới có thể giúp đỡ chúng sanh khổ nạn quay đầu. Lời giả dối, nói 100 lần, nói 1000 lần thì người ta đều tin là thật. Lời thật nói 1000 lần, nói 1000 lần thì sao người ta không tin được chứ? Làm sao mà không quay đầu? Cho nên nhất định không nên cho rằng xã hội hiện nay đối với việc này không tin nữa thì chúng ta không cần giảng. Giảng mà người ta phản cảm. Phản cảm là một lần họ thấy phản cảm, 10 lần phản cảm, 100 lần phản cảm, đến 1000 lần là họ sẽ hết phản cảm, đến 1000 lần thì họ sẽ tin bạn. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, Phật dạy chúng ta ở trên kinh cũng là ngàn lần giảng lần như vậy. Chúng ta mới chịu tin, chúng ta cũng không phải là một lần, 10 lần, 20 lần liền chịu tin. Chúng ta nên học tập như thế nào vậy? Chúng ta nên giúp đỡ những người không chịu tin đó. Từ kinh nghiệm thiết thực của bản thân, thể hội được các phương pháp. Cái phương pháp nào hữu hiệu, không ngừng lặp đi lặp lại, chăm chỉ nỗ lực mà đi biểu diễn cho người ta xem. Dưới đây ý vị Phật thuyết Quán Kim Trung chi cửu phẩm giảng sanh, chỉ di trầm niệm chi chúng sanh. Thường một nghĩa là thường thường đọa vào ba ác đạo, giống như bơi lội trong biển cả vậy. Thời gian ngước đầu lên rất ngắn, hít thở chút không khí trong lành, lại hụt đầu xuống, thời gian đó dài. Chỉ cần ở trong lục đạo thì thật sự giống tình trạng này. Cho nên lục đạo chúng sanh đứng cõi nhân thiên thời gian rất ngắn, đến tam đồ thì thời gian dài. Thường trú ở chỗ khổ, nhi phi chuyên di Bồ Tát giữ A-la-hán giả. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải chuyên vị Bồ Tát, cũng chẳng phải chuyên vị bậc A-la-hán, mà là chuyên vị sanh tử phàm phu trong lục đạo. Điều này nên nhận thức rõ ràng. Hữu dân, điều này cũng do Thiện Đạo Đại Sư nói. Hữu kháng thử quán kinh, định thiện cập tam bối thượng hạ văn nghĩa. Tổng thị Phật khứ thế hậu, ngũ trượt phàm phu, đảng dĩ ngộ duyên hữu dị, chí linh cửu phẩm sai biệt. Câu này nói quá hay. Thiện Đạo Đại Sư dạy chúng ta, ý nghĩa rất đơn giản. Thế giới Tây Phương Cực Lạc tam bối cửu phẩm hình thành thế nào đây? Ở chỗ ngộ duyên bất đồng. Nếu như duyên vô cùng thù thắng, thì người này rất có khả năng thượng bối giảng sanh. Nếu gặp phải duyên không thù thắng, thì có thể là hạ bối giảng sanh. Điều này rất rõ ràng. Ví dụ như xã hội ngày xưa, phương tiện giao thông không tiện, thông tin không có,
Các vị pháp sư giảng kinh đều giảng ở trong chùa. Hạng người nào duyên có phần thù thắng hơn? Dân trì thức. Giáo viên dạy học ở những trường học tư nhân. Thời gian nghỉ lễ, nghỉ Tết có thì giờ nhiều hơn một chút. Họ sẽ đến chùa nghe các vị pháp sư giảng kinh. Có nhân duyên thù thắng như thế. Họ có thể nghe được kinh điển Tịnh Độ, có thể tiếp nhận người xuất gia dạy họ tu tập. Duyên của họ thù thắng. Họ hiểu lý, họ biết phương pháp nên nghiêm chỉnh tu tập. Rõ ràng phẩm vị của họ đã nâng cao. Thông thường người không biết chữ rất nhiều, họ không thể đến chùa để nghe kinh. Nghe người khác nói Phật A-di-đà hay, thế giới Tây Phương Cực Lạc là đẹp, chỉ cần bạn chuyên niệm là có thể được giảng sanh. Người cũng làm, họ liền chuyên niệm. Lão thật niệm, niệm đến 3 năm, 5 năm, công phu đến nhà thì họ cũng được giảng sanh. Phẩm vị thì không cao, đại khái đều sanh về phàm thánh đồng cư độ. Đó chính là ngộ duyên bất đồng. Nói đến ngộ duyên của chúng ta, quả thật là quá thù thắng. Thù thắng không gì sánh bằng. Vì sao vậy? Vì chúng ta có thể gặp được cuộc hội tập của Hạ Liên lão cư sĩ. Đó là thù thắng không gì sánh bằng. Ngày xưa người ta cũng học kinh Vô Lượng Thọ, đó là học năm loại bản dịch. Điều này chúng ta có thể thấy trong Đại Tạng Kinh. Ngày nay chúng ta đem 9 cuốn kinh Vô Lượng Thọ in thành một cuốn, mọi người xem là hiểu được. Cuốn sách này quá hay. Năm bản dịch kết tập thành một. Sự giảng giải của Đức Thế Tôn thật sự là một câu không sót. Cuốn sách này rất khó được. Lại có duyên gặp được cuốn chú giải của Quan Niệm Tổ lão cư sĩ. Đó đều là nhân duyên hy hữu không gì bằng. Ngộ duyên của chúng ta quá thù thắng. Đồng thời chúng ta còn gặp được Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Pháp Hoa Lăng Nghiêm và rất nhiều kinh luận khác. Khiến chúng ta đối với Đại Thừa, đối với những cuốn sách nói về sự giảng sanh của Tịnh Tông, có được sự nhận thức, có một nhận thức sâu đậm. Chúng ta hiểu được phương pháp, đi theo phương pháp tu tập, đời này không được thượng bối thượng sanh, nhưng thượng bối hạ sanh thì có phần. Thượng bối hạ sanh là được rồi. Vì sao vậy? Vì cũng sanh về thật bảo tràng nghiêm độ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thượng bối sanh thật báo độ, trung bối sanh phương tiện độ, hạ bối sanh đồng cư độ. Chúng ta thật sự nắm chắc. Bây giờ chính là lúc chấp nhận buông bỏ hay không? Không còn chấp trước. Phải ghi nhớ việc không còn chấp trước, buông bỏ thần kiến, buông bỏ biên kiến. Biên kiến chính là đối lập. Học tùy duyên, học hòa hợp, không đối lập với người. Đó là gì? Là tất cả phiền não đều hàng phục được hết. Buông bỏ thành kiến,
những kiến giải sai lầm cho mình là đúng đều buông bỏ hết. Buông bỏ thì thế nào? Thì tâm thanh tịnh của bạn sẽ hiện tiền. Tâm thanh tịnh sanh chánh giác. Chúng ta sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cấp bậc sẽ cao hơn. Là sanh về phương tiện hữu dư độ. Nếu như tiếp tục buông bỏ được, buông bỏ tâm chấp trước, thì bạn sẽ được tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng này là trung thượng phẩm. Tiến lên một bước nữa, nghĩa là không khởi tâm không động niệm, thì sanh về thật báo trang nghiêm độ. Công phu niệm Phật không tiến bộ thì làm sao mà được? Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta học điều gì? Học chịu thiệt thòi. Điều này quan trọng hơn tất cả. Không chấp nhận thiệt thòi, không chấp nhận bị gạt, đó là gì? Đó là chấp trước. Nếu như tâm niệm này không thể buông bỏ, thì chúng ta chỉ giảng sanh về đồng cư độ, không thể sanh về phương tiện độ và thật báo độ. Khi bạn muốn tiến lên thì phải buông bỏ dạng duyên. Người ta gạt tôi, hãm hại tôi, việc tốt đây, tôi rất biết ơn, tuyệt đối không để ý, không chất chứa trong lòng. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của mình từ đó mà thành tựu. Tuyệt đối không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động. Tâm được bình đẳng, tuyệt đối không bị cảnh giới bên ngoài khởi lên thất tình ngũ dục. Thất tình ngũ dục là nhiễm ô, hỷ nộ ai lạc ái ác dục. Cảnh giới bên ngoài hiện tiền, bạn khởi lên tâm này thì bạn sẽ bị nhiễm ô. Trong cảnh giới có tâm cao thấp thì không phải là tâm bình đẳng. Không có tâm cao thấp, tất cả bình đẳng. Tất cả chúng sanh vốn là Phật. Nhìn bất cứ chúng sanh nào cũng giống như nhìn Phật vậy. Tu tâm bình đẳng, luyện trong cuộc sống hàng ngày như thế, thời thời khắc khắc, ở bất cứ nơi nào đều luyện công phu. Vừa khởi niệm lên, bất luận là tâm niệm cao hay thấp, tâm niệm thất tình ngũ dục, vừa mới khởi niệm lên liền A-di-đà Phật. Cổ nhân có dạy, đừng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là gì? Niệm là tập khí vô thị vô minh. Làm sao nó không khởi? Nó mà không khởi thì chẳng phải bạn đã thành Phật rồi sao? Bạn không phải là phàm phu nữa. Là phàm phu chắc chắn sẽ khởi niệm. Khởi niệm đừng sợ, vừa khởi niệm lập tức giác ngộ ngay. Niệm thứ hai bèn biến thành A-di-đà Phật. Dùng một câu A-di-đà Phật để thay thế. Đó là chân thật niệm Phật, là biết niệm Phật. Người không biết niệm thì không được. Người không biết niệm thì vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước. Đó chính là tâm sen tạp mà chúng ta thường nói, hoài nghi sen tạp, không biết niệm. Người biết niệm thì không hoài nghi, không sen tạp. Dùng một câu danh hiệu Phật để thay thế tất cả mọi tâm niệm của mình. Không khởi niệm, khởi niệm chính là A-di-đà. Đây gọi là tương ưng. Nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Đó là thật sự công phu.
Cho nên đoạn kinh văn này quán kinh nói về định thiện, nói về thiện có định thiện và tán thiện. Định thiện là thời khóa cố định, tán thiện là tu trong cuộc sống hàng ngày. Cập tam bối thượng hạ văn nghĩa, tổng thị Phật khứ thế hậu, sau khi Đức Phật Thích Ca diệt độ, lục đạo phàm phu ở đời ác ngũ trược, đáng dĩ ngộ duyên hữu dị, chí linh cử phẩm sai biệt, hoặc giả thượng phẩm tam nhân thị ngộ đại phàm phu. Đời này chúng ta không thực sự gặp được Bồ Tát Thánh Nhân, không gặp được Phật Bồ Tát, mà gặp đại phàm phu. Chúng ta có thể gọi đại phàm phu là đại thiện nhân, thiện tri thức. Họ có nhân duyên thù thắng, gặp được thầy hay, đồng tham bạn hữu tốt, chánh tri chánh kiến. Tu giới, tu định, tu huệ, có thể làm thầy của chúng ta. Trung phẩm tam nhân, trung phẩm nghĩa là thượng trung hạ, trung thượng, trung trung, trung hạ, ngộ tiểu phàm phu. Ở thế giới của chúng ta đây cũng là thiện tri thức, là bạn hữu tốt. Cũng có thể giúp cho chúng ta thành tựu, sanh về phương tiện hữu dư độ. Hạ phẩm tam nhân thị ngộ ác phàm phu. Ác phàm phu nghĩa là gì? Là tập khí phiền não nặng. Người này cũng học Phật. Họ dạy chúng ta tu tập pháp môn này, chúng ta nghe lời và thật sự tu tập, chắc chắn được giảng sanh, sanh về phàm thánh đồng cư độ. Từ đó cho thấy có thể một đời này thành tựu được hay không, mấu chốt nó ở chỗ nào? Mấu chốt ở bản thân mình chứ không phải ở người khác. Trí Giả đại sư nói rất hay. Ngài nói: năng thuyết bất năng hành, quốc chi sư giả. Năng thuyết bất năng hành là ác phàm phu, người này có thể làm thầy của chúng ta. Chúng ta chỉ cần nghe lời. Quốc chi sư giả, năng thuyết hữu năng hành, quốc chi bảo giả. Đó là gì vậy? Là đại phàm phu, là quốc bảo. Họ có thể dạy bạn, nhưng bản thân họ không làm được. Nếu bạn thật sự có tâm cung kính, thì không để ý đến hành trì bất thiện của họ, không để ý đến những điều này. Những điều họ nói là đúng, những điều họ nói là thiện, chúng ta y giáo phụng hành, thì chúng ta có thể thành tựu. Cho nên ngạn ngữ Trung Quốc có câu: thanh suốt ư lăng, nhi thắng ư lăng. Câu này có nghĩa là thầy giáo biết dạy, nhưng bản thân thầy thì không làm được. Dạy học sinh làm được, học sinh thành tựu vượt hơn thầy, thầy giáo thì không có gì thành tựu. Còn học sinh thì thành tựu được. Cái lý của nó ở chỗ này. Vì sao học sinh thành tựu được? Vì tôn sư trọng đạo. Học sinh đã làm được điều này.
Thầy giáo thiện hay bất thiện đều không để trong lòng, chỉ cần những điều thầy dạy tương ưng với kinh luận là được rồi. Thầy giáo không giảng sai kinh luận, chỉ dạy chúng ta phương hướng và đường đi chính xác. Điều này rất khó. Bản thân làm được hay không làm được, hoặc là bản thân tin tưởng hay không tin tưởng, đó là chuyện khác, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta phải tu học như thế mới thật sự được thành tựu. Học đến cuối cùng, bản thân công phu đắc lực, sự học hỏi không thể gián đoạn. Sống đến già, học đến già, học hoài không hết. Học đến một giai đoạn nào đó thì giống như thiện tài đồng tử, ngũ thập tam tham. Ngũ thập tam tham nghĩa là sao? Là ai ai cũng là thầy của tôi. Người lành là thầy của tôi. Những biểu hiện của vị này, những thiện pháp mà vị này nói ra, chúng ta nghe rồi, nhìn lại bản thân xem mình có hay không. Nếu như không có, phải nghiêm chỉnh học tập làm theo. Nếu như có, tốt, phải tiếp tục duy trì, đừng để đánh mất, thì bạn sẽ học được. Người ác làm những điều ác, chúng ta đã thấy rồi, thay của tôi đấy. Phản diện dạy tôi, tôi thấy rồi, nghe rồi, suy nghĩ xem mình có hay không. Có thì sửa đổi, nếu không có thì phải nhắc nhở bản thân không được phạm phải lỗi lầm này. Thiện nhân chính diện dạy ta, người bất thiện phản diện dạy ta, tất cả đều là thầy của ta. Người này một đời thành Phật, họ sẽ rất biết ơn những vị thầy giáo này. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, ai chẳng phải là thầy của mình. Tất cả mọi người là thầy giáo. Nói cho bạn biết, tất cả động vật là thầy giáo, hoa cỏ cây cối cũng là thầy giáo, sơn hà đại địa cũng là thầy giáo. Cho nên thiện tài đồng tử có thể trong một đời chứng được quả vị diệu giác. Vị này đã học như thế nào? Vị này biết học, đã học như vậy đây. Ngày nay chúng ta gặp được thầy hay, lại hoài nghi thầy, bản thân bạn không được lợi ích gì. Gặp phải thầy không hay lại chê bai thầy, nói rằng người này không phải người tốt, chúng ta không nên thân cận, xa rời thầy. Ở chỗ người tốt không học được điều gì, ở chỗ người xấu cũng không học được điều gì, thì suốt cuộc đời này của bạn sẽ có được thành tựu gì đây? Nhất định phải học như tâm thiện tài đồng tử, chúng ta sẽ thành công. Tâm của thiện tài đồng tử như thế nào? Là xem tất cả chúng sanh đều là Phật. Người đó làm thiện là người đó đang biểu diễn cho chúng ta thấy. Người đó làm việc xấu thì cũng là đang biểu diễn cho chúng ta thấy. Tất cả là đều dạy ta. Vị này làm thiện và ác là làm để cho chúng ta thấy, chứ không phải họ thật sự ác hay thật sự thiện. Vị đó là thầy, ta là học sinh, thầy dạy ta, thầy ấy đóng vai diễn xuất sắc, khiến ta rất cảm động, trong đó khiến ta lãnh ngộ được, khiến ta học được. Sự việc là như vậy. Cho nên mười nguyện của ngài Phổ Hiền, nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật, không có sự khác biệt trong đây. Chư Phật là Phật quá khứ, Phật hiện tại. Chúng ta thấy trong kinh Phật danh, trong Đại Tạng kinh, trong đó có hơn một vạn danh hiệu Phật.
có Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật hiện tại. Trong kinh Phật danh, ý nghĩa quan trọng nhất là gì? Là vị lai. Phật vị lai ở đâu? Tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Cho nên tam thế chư Phật quan trọng nhất là nói đến vị lai. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đã có Phật tánh thì nhất định sẽ thành Phật. Ngày nay chúng ta có tội với tất cả chúng sanh, nghĩa là có tội với chư Phật vị lai, thì làm sao bạn có thể thành tựu được? Bạn không thể thành tựu được. Trong kinh Hoa Nghiêm nói càng đầy đủ hơn. Tình giữ vô tình, đồng duyên trùng trí, chẳng những hữu tình. Hữu tình là nói đến động vật, là Phật vị lai, mà hoa cỏ cây cối cũng là Phật vị lai, sơn hà đại địa cũng là Phật vị lai. Vì sao vậy? Vì đồng duyên trùng trí. Duyên là viên mãn, trùng trí chính là nhất thiết chủng trí mà chư Phật Như Lai chứng được quả vị cứu cánh. Bạn xem, tình và vô tình đều viên mãn nhất thiết chủng trí. Đó chẳng phải ngay cả sơn hà đại địa cũng có thể thành Phật hay sao? Trong Hoàn Nguyên Quán dạy chúng ta ba loại châu biển, đưa ra ví dụ gì đây? Đưa ra một di trần. Một vi trần là gì? Ngày nay nói là hạt nguyên tử cơ bản quặc, mắt thường không thấy được, là hiện tượng vật chất nhỏ nhất. Một vi trần này châu biển pháp giới. Bạn nên biết rằng những vi trần rất nhỏ như thế là gì? Là ba động. Hiện tượng vật chất làm sao mà có? Do ba động hình thành. Vì vậy bất luận là hiện tượng vật chất hay hiện tượng tinh thần đều do ba động hình thành. Sự biến động của nó châu biển pháp giới. Phải mất bao lâu mới châu biển pháp giới? Lập tức. Ngay đó bèn châu biển pháp giới. Ở trong cảnh giới đó không có thời gian và không gian, cho nên tốc độ của nó rất nhanh. Ngày nay chúng ta nói ánh sáng, điện từ không bị được, còn thua xa. Tia sáng từ mặt trời đến địa cầu, cự ly gần nhất cũng phải mất 8 phút. Ba động của một vi trần thì lập tức châu biển pháp giới. Thập phương chư Phật Như Lai, A-la-hán đều có thể nhận được tin này. Cái gì ấy tỉ mỉ, còn chúng ta thì thô tháo, cho nên không thể nhận được. Chẳng phải không có cảm đâu, thật sự có cảm đấy, nhưng chúng ta không thể ứng được, vì chúng ta còn chướng ngại. Các vị thánh nhân A-la-hán Bích Chi Phật Bồ-Tát, các vị ấy đã phục hồi được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, cho nên họ có thể nhận được. Đó là châu biển thứ nhất. Thứ hai là xuất sanh vô tận. Xuất sanh vô tận là nói về biển hóa, biển hóa vô lượng vô biên, không có số lượng, không có biên giới. Sự biến hóa này nương vào đâu mà khởi tác dụng? Nói cho các vị biết, nó nương vào ý niệm, vào thức. Thức trong Phật pháp nói thọ tưởng hành thức đều gọi là thức.
Thọ tưởng hành thức sát na không giống nhau. Hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất nương theo ý niệm di tế mà sản sinh biến hóa. Điều này nói rất nhiều trong những lời dự ngôn, là nguyên lý hóa giải tai nạn. Tôi thấy trong cuốn sách này nêu lên một ví dụ nói về ung bướu. Có một phụ nữ bị bệnh bướu rất nghiêm trọng. Ba bác sĩ và một y tá, đồng thời khi đó còn có một vị nhiếp ảnh là nhân viên quay phim nhiếp ảnh. Tổng cộng có 5 người ở trong phòng bệnh. Thật sự gọi là buông bỏ vạn duyên, cùng một ý niệm, cùng một suy nghĩ nhìn cục bướu này. Bởi vì dùng máy chụp hình có thể dùng X-quang chiếu ra, mọi người đều có thể nhìn thấy. Nhìn thấy cục bướu, cho nó một ý niệm, mất rồi. Cục bướu mất rồi, cục bướu mất rồi. Miệng thì nói như vậy, còn tâm thì nghĩ cục bướu mất rồi. 2 phút 40 giây, thật sự không thấy cục bướu đâu nữa. Người này hoàn toàn phục hồi lại bình thường. Phương pháp trị liệu này khoa học làm sao giải thích được? Không thể giải thích được. Dùng ý niệm hóa giải nó. Điều này trong Phật Pháp có căn cứ. Phật Pháp có thể giải thích được. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Bạn bị bệnh là cũng do tưởng mà ra. Cục bướu càng ngày càng to cũng là tưởng ra. Nếu bạn không nghĩ tới nó thì nó sẽ không có. Bạn thường nghĩ tới nó thì sẽ xuất hiện. Lúc nào cũng nghĩ đến nó thì càng ngày nó càng lớn. Bây giờ kêu bạn đổi ý niệm, nó biến mất rồi, không thấy nó nữa. 2 phút 40 giây, không mổ xẻ, cũng không dùng thuốc, mà nó biến mất. Có bài báo cáo như vậy, khoa học làm sao giải thích đây? Ngày nay khoa học thật sự cũng có lượng tử lực học. Lượng tử lực học và trong Hoàng Nguyên Quán nói về hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất di tế, ba động sinh sản, có giảng đến điều này. Đó chính là căn cứ của lý luận, cho nên nó phá giải một số dự ngôn. Dự ngôn có phải là thật không? Là thật đó. Vì sao vậy? Vì hiện nay ý thức tập thể của con người sống trên địa cầu này, họ đang nghĩ gì? Bây giờ họ đang nghĩ về tai nạn. Tai nạn từ đâu mà có? Là từ ý niệm không chân chánh mà sanh ra. Khởi tâm động niệm, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng, tạo nên tai nạn. Ngày nay tai nạn hiện tiền, mọi người vẫn còn nghĩ đến tai nạn, nên tai nạn càng ngày càng rộng lớn, càng ngày càng nghiêm trọng. Tất cả đều do tâm tưởng sanh. Hiểu được nguyên lý này, nếu như tất cả mọi người sống trên địa cầu này hồi tâm chuyển ý, chúng ta không nghĩ đến tham sân si, chúng ta chỉ nghĩ đến giới định huệ, chúng ta không nghĩ đến tai nạn, chúng ta chỉ nghĩ đến hòa mục tương xứ, nghĩ đến hổ tương tôn trọng, hổ tương kính ái, hổ tương quan tâm, hổ tương hợp tác, thì tai nạn lập tức sẽ không còn nữa, giống như cục bướu không còn nữa vậy. Cho nên pháp không có một pháp nào cố định, tất cả đều là pháp sống, tất cả đều là hiện tượng ba động. Cho nên các nhà dự ngôn nhìn thấy những tai nạn đó, họ không dám nói là tai nạn sẽ thay đổi. Vì sao vậy? Vì ý niệm sát na thay đổi. Ý niệm thay đổi thì nó lập tức thay đổi, không hề nói sai một tí nào cả. Niệm trước ác thì biến ra tai nạn, niệm sau thiện thì tai nạn không còn nữa. Chính là cái lý này. Sức mạnh của tập thể ý thức lớn hơn hết,
Cho nên rất nhiều tôn giáo ngày xưa hiểu được điều này. Phật giáo đối với điều này hiểu càng sâu sắc và lý giải thấu triệt hơn. Mọi người chúng ta cùng một lúc đều cầu nguyện, hoặc là trong đạo Phật nói cùng một lúc niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát. Mọi người trên toàn thế giới chính thời giờ lại cùng một lúc niệm Phật A Di Đà, niệm Quán Âm Bồ Tát. Niệm nửa giờ đồng hồ, trong tâm nghĩ rằng xin Bồ Tát giúp chúng con, thì tai nạn sẽ quá dài, thật sự không còn nữa. Điều này không giả đâu nhé. Chúng ta phải làm thế nào đây? Ngày nay có thể dùng tivi, tivi phát đi khắp thế giới. Giờ giấc trên thế giới không giống nhau, nhưng chúng ta chỉnh đồng hồ lại, chỉnh lại cùng một giờ như nhau. Ở Úc bây giờ là 8 giờ, bên Đài Loan là 6 giờ. Đó chính là chúng ta sử dụng cùng một thời gian. Mỗi một nơi trên thế giới, chúng ta kết hợp thời gian thành cùng một giờ, mọi người cùng nhau niệm, thì sức mạnh này thật sự không thể nghĩ bàn, thật sự có thể thay đổi. Tai nạn quá giải rồi, thay đổi rồi. Thiện tâm của bạn vĩnh viễn duy trì, vậy thì thế giới của chúng ta sẽ biến thành thế giới cực lạc, sẽ biến thành thế giới hoa tạng. Chuyện này không khó đâu. Vì sao thế giới cực lạc lại đẹp như vậy? Không có gì khác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta, cư dân của thế giới cực lạc đều là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, cho nên nó mới đẹp như thế. Người ở thế giới đó không có ác niệm, không có phân biệt, không có chấp trước. Cư dân trong cõi thật báo độ, họ không có khởi tâm động niệm, thì làm sao không tốt được? Đức Phật giới thiệu với chúng ta thượng thiện nhân đó là gì vậy? Phàm thánh đồng cư độ là cư dân trong phàm thánh đồng cư độ, họ không có một niệm ác. Lý là ở chỗ này. Chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta có thể nghe theo lời chỉ dạy của chư Phật Bồ Tát, nghe theo lời dạy của người tín ngưỡng tôn giáo, nghe theo lời dạy của các vị thần thánh trong tôn giáo mình. Niệm niệm đều là thiện niệm, không có một ác niệm nào. Thế giới của chúng ta đây chính là thiên đường, là vườn trời, chính là thế giới cực lạc. Chẳng phải không làm được đâu. Giác ngộ thì sẽ làm được. Sự chuyển biến chỉ ở trong một niệm, không có trước sau. Đạo lý này rất thâm sâu, ở trong Đại Thừa Kinh Giáo đều có đề cập đến. Hiền Thủ Quốc Sư rút trong Kinh Hoa Nghiêm quy nạp thành 6 điều, đơn giản và dễ hiểu, viết ra chân tướng sự thật của vũ trụ vạn vật. Trước đây chúng ta có học qua 2 lần. Đối với sự tu học của chúng ta có lợi ích lớn, giúp cho chúng ta nhìn thấu buông bỏ. Giúp cho chúng ta điều tiết thân tâm mạnh khỏe, diễn ly tật bệnh, diễn ly già nua. Điều này giúp chúng ta rất nhiều. Rộng ra là giúp cho chúng ta hóa giải sự động loạn của xã hội, sự tai nạn của tự nhiên.
Từ điểm này chúng ta có thể tưởng tượng ra, ngày xưa tiến sĩ Thang Ân Tỷ nói rất có lý, đó là sự thật, không dối gạt đâu. Giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 này phải dùng học thuyết Khổng Mạnh của Trung Quốc và giáo lý Đại Thừa. Có thể nói được như vậy thật không đơn giản. Đối với chân tướng sự thật, người này đã thông đạt hiểu rõ. Chúng ta nghiêm chỉnh học tập thì có thể hóa giải rất nhiều vấn đề hiện nay. Chúng ta học đoạn kế tiếp. Phục dân, kim dị nhất nhất, xuất văn hiện chứng. Dục sử kiên thời thiện ác, phàm phu đồng triêm cử phẩm. Sanh tính vô nghi, thừa Phật nguyện lực, tất đắc sanh giả. Những điều này đều là của Thiện Đạo Đại Sư nói. Y cứ vào kinh điển để chứng minh cho chúng ta thấy. Mục đích là hy vọng những thiện ác phàm phu hiện nay, bất luận là bạn làm thiện hay bạn làm ác cũng không sao, đều có thể đồng triêm cửu phẩm. Nói cách khác, chỉ cần bạn có tín nguyện hạnh là có thể được giảng sanh, đều được bổ nguyện oai thần của Đức A Di Đà Phật gia trì, sinh tín vô nghi. Nghĩa là điều quan trọng nhất là bạn phải sanh khởi tín tâm, dùng kinh điển để chứng minh, không gì khác ngoài việc giúp bạn sanh khởi tín tâm, đoạn nghi sanh tín. Điều này vô cùng quan trọng. Thừa Phật nguyện lực, tất đắc sanh giả. Chúng ta nương vào sự gia trì A-mi-tho-phu, nơi 48 nguyện của Phật A Di Đà, bổn nguyện oai thần gia trì, bất luận là làm thiện hay làm ác đều có thể được giảng sanh. Chúng ta cần phải có niềm tin, do đó nhất định chúng ta phải sửa đổi những thái độ sai lầm, không được chê bai người ác, không được xem thường người làm ác, không được. Người thật sự tu tập, người có công phu đắc lực, nhìn thấy người làm ác, sanh tâm lân mẫn, chứ không ghét bỏ, chứ không bài xích, không chỉ trích những sai lầm đó, phải sanh tâm đồng tình, sanh tâm lân mẫn. Vì sao người đó làm ác? Vì họ vô tri, không ai dạy họ. Nhất định phải khẳng định rằng tánh người vốn là thiện. Lão tổ tông của Trung Quốc dạy rất hay: nhân chi sư tánh bổn thiện. Đó là thiên tánh của họ, là tự tánh của họ. Sở dĩ biến thành bất thiện, đó là tập tánh. Không có người dạy nên học điều hư, nhất là xã hội hiện nay.
không thật sự có một người tốt dạy họ, thì họ chẳng thể không học điều hư. Bên trong có tập khí phiền não. Trong bát pháp cho chúng ta thấy thiện tâm sở của lục đạo phàm phu chỉ có 11 cái, ác tâm sở có 26 cái. Cũng có nghĩa là bản thân tập khí ác của bạn có nhiều hơn tập khí thiện. Hơn nữa, sức mạnh của tập khí ác rất mạnh, sức mạnh của tập khí thiện rất yếu ớt. Những cám dỗ bên ngoài, ngày nay cám dỗ thiện hầu như là không có, cám dỗ ác thì nhiều vô số kể. Ở xã hội này có thể không làm ác được sao? Đó là việc không thể. Ở trên xã hội này mà không làm ác thì chỉ là những vị thị hiện thôi, chẳng phải những vị thị hiện thì không thể làm được đâu. Cho nên chúng ta nghĩ đến Đức Phật dạy mấy câu trong Kinh Vô Lượng Thọ: từ bi đến cực điểm. Điều này là đối với những người làm ác mà nói. Chúng ta dùng tâm trạng gì để nhìn họ? Người trước vô tri, không ai dạy họ, cho mẹ họ không dạy họ, ông bà họ không dạy họ, ít nhất là ba đời không có ai dạy họ. Người trước bất thiện, vô tri, không biết đạo đức, người không nói được, không nên trách họ. Cả một xã hội ngày nay ra nông nỗi này. Chúng ta nghe Đức Phật dạy như thế thì tâm bình khí hòa. Suy nghĩ kỹ xem, không thể trách bất cứ người nào, cũng không thể trách chánh phủ, không thể trách chế độ. Vì sao vậy? Vì nguyên nhân đã có từ lâu, truy ra ít nhất cũng có 100 năm rồi. Trong 100 năm này đã bỏ qua sự dạy dỗ của Thánh Hiền. Trong đây sự cám dỗ lớn nhất chính là khoa học. Chúng ta tin tưởng khoa học mà bỏ qua những điều Lão Tổ Tông dạy, bỏ qua những điều Thánh Hiền dạy, chỉ chú trọng vào khoa học mà thôi. Ngày nay gặp phải những vấn đề này phải làm sao đây? Trên thế gian này có người thông minh, chứ không phải không có người thông minh. Người thông minh quay đầu lại tìm Lão Tổ Tông, chính xác đây, đi tìm cổ thánh tiên hiền, đi tìm tôn giáo. Nhưng mà bạn nên biết rằng tôn giáo cổ thánh tiên hiền ở đây đã bị người ta làm loạn. Cho nên mọi người nghi hoặc, không thể sanh khởi lòng tin thanh tịnh. Nguyên nhân vì sao vậy? Vì tập khí tạo thành những chướng ngại. Đối với điều này, chúng ta có đủ lòng tin? Do học mà có. Chúng ta tin thầy giáo, đây là nhân rất tốt. Tin tưởng lời dạy bảo của thầy, nhất môn thâm nhập, trường thời huấn tu, một phương hướng, một mục tiêu. Tôi học Phật 59 năm, bám lấy không bỏ, không có ngày nào chẳng đọc kinh, không có ngày nào chẳng giảng kinh. Ở giảng đường thì giảng kinh, không ở giảng đường mà trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, gặp một người thì nói một người nghe, gặp hai người thì nói cho hai người nghe. Chẳng có ngày nào ở không. Một ngày giảng bao nhiêu giờ? Ít nhất là 8 tiếng đồng hồ. Cho đến nay cũng như vậy.
Người đến gặp tôi rất đông. Tôi có không nói chuyện với ai chăng? Mở miệng ra là giảng kinh. Đem những đạo lý của Phật, Bồ Tát và Thánh Hiền, những điều tôi đã học, tôi nói những điều tâm đắc mình học được cho mọi người cùng nghe. Bây giờ người ta nói là chia sẻ với đại chúng. Một ngày không dưới 8 tiếng đồng hồ. Những chuyện ô nhiễm của thế gian cố gắng tránh. Sự nhiễm ô trầm trọng nhất là tivi, môi giới, báo, tạp chí. Đối với những thứ này, ít nhất có 45 năm tôi không tiếp xúc rồi, không xem rồi. Tôi không có quyền kêu bạn đừng chiếu những tiết mục đó. Tôi không có quyền lực đó. Nhưng mà tôi có quyền không coi bạn chiếu. Vì sao vậy? Không bị nhiễm ô. Những báo tạp chí tôi không xem. Tôi xem kinh Phật, tôi xem sách Thánh Hiền, tập thành thói quen này. Ở trong đó có chất dinh dưỡng phong phú nhất, nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng, đồng thời cũng nuôi dưỡng thân mạng của chúng ta. Tâm bạn thanh tịnh, sanh tâm hoan hỷ, thì mỗi tế bào, mỗi phân tử, mỗi nguyên tử, điện tử trên cơ thể bạn đều là mạnh khỏe, đều bình thường, thì làm sao bạn không vui được? Cho nên tiếp xúc với sự dạy dỗ của Thánh Hiền, chúng ta sẽ hiểu được mình phải sống thế nào, làm thế nào để hưởng thụ cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn. Đoạn văn dưới đây: hữu ư, hành quyển đệ tiền, khai thị đại thừa vô lượng thọ kinh chi cơ viết, kỳ cơ giả, tắc nhất thiết thiền ác, đại tiểu phàm ngu giả. Tất cả những lời này đều do Thiện Đạo Đại Sư nói. Thiện Đạo Đại Sư viết ở hành quyển. Cuốn sách này tôi chưa được xem. Quan Niệm Lão ở phía sau cuốn sách này có trong một lục dẫn dụng kinh luận. Có cuốn hành quyển kệ. Thiện Đạo Đại Sư khai thị căn cơ của đại thừa vô lượng thọ kinh. Căn cơ như thế nào thì có thể khế hợp với bộ kinh này, có thể nương theo bộ kinh này tu tập để đạt được quả vị thù thắng. Ngài nói căn cơ này tức là tất cả thiện ác, đại tiểu, đại thừa, tiểu thừa, phàm phu, ngu nhân, tất cả đều bao gồm trong đây. Cho nên bộ kinh này trong kinh Pháp Diệt Tận, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy, sau 9.000 năm nữa tất cả kinh điển trong Phật Pháp đều không còn, đều bị biến mất khỏi thế gian này. Cuối cùng còn lại một bộ kinh, chính là bộ kinh này, chính là kinh Vô Lượng Thọ này. Vì sao vậy? Vì nó có thể khế hợp tất cả căn cơ thiện và ác. Tu thiện tu ác đều có thể được vãng sanh. Đại thừa tiểu thừa, phàm phu ngu nhân, chẳng có người nào là không khế cơ. Đúng là
tam bối cửu phẩm, tổng tại ngộ duyên bất đồng. Câu này nói hay quá. Nhân duyên ngày nay chúng ta gặp được, phù thắng không gì sánh bằng. Thật sự có thể nắm bắt cơ duyên này, không để nó đi qua, thì chắc chắn sanh về thật báo trang nghiêm độ. Cổ nhân vậy, chúng ta phát tâm là cầu sanh về thượng thượng phẩm. Không được thượng thượng phẩm thì vẫn còn được trung thượng phẩm. Câu nói này rất có lý. Mục tiêu nhất định phải ở thượng thượng phẩm. Tuyệt đối không được nói rằng tôi làm việc xấu cũng không sao, tôi chỉ cần được hạ hạ phẩm giảng sanh là đủ rồi. Điều này không nắm chắc đâu. Cần phải nên làm những việc nắm chắc, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Đới nghiệp giảng sanh là mang theo nghiệp cũ, chứ không phải là mang theo nghiệp mới đâu. Đó là những điều người xưa giảng giải, nói rất rõ ràng, minh bạch. Trong đó có đạo lý rất thâm sâu. Nhưng mà đạo lý này chúng ta có thể hiểu được, chúng ta có thể tiếp thu được. Như lý như pháp mà tu tập thì không có điều gì chẳng thành tựu. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây vậy.